Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn chuyên khoa sức khỏe sinh sản của Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế. Chị em hãy cảnh giác với biểu hiện nổi cục cứng đau ở vùng kín. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý và sức khỏe, đặc biệt là khả năng sinh sản nếu không được thăm khám, điều trị kịp thời. Vùng kín nổi cục cứng đau là một tình trạng mà nhiều chị em phụ nữ gặp phải mà không biết nguyên nhân tại sao, liệu có nguy hiểm hay không. Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đâu? Theo chuyên gia sản phụ khoa Hà Thị Huệ, Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế, vùng kín nổi cục cứng đau ở chị em có thể do nhiều bệnh lý khác nhau gây ra, điển hình là viêm nang lông. Vùng kín nổi cục cứng đau có thể do các nang lông ở vùng kín bị viêm. Nguyên nhân gây viêm nang lông có thể do thói quen sinh hoạt, vệ sinh không đúng cách, do áp dụng các phương pháp tẩy, nhổ, cạo lông vùng kín sai quy trình. Viêm tuyến Bartholin. Tuyến Bartholin nằm ở bên trong hai bên thành âm đạo, có tác dụng tiết ra dịch nhầy giữ ẩm cho âm đạo và bôi trơn âm đạo trong quá trình quan hệ tình dục. Khi tuyến Bartholin bị viêm, chị em có thể nhận thấy ở âm đạo xuất hiện các cục cứng. U nang âm hộ. U nang âm hộ có thể là nguyên nhân làm vùng kín nổi cục cứng đau. Theo đó, khi các tuyến trên âm hộ như tuyến Skene, tuyến dầu bị tắc, khối u nang xuất hiện dẫn tới vùng kín bị nổi cục. U nang âm đạo. U nang âm đạo thường xuất hiện sau quá trình sinh nở của chị em hoặc dưới tác động của những chấn thương vùng kín mà hình thành. Tuy kích thước nhỏ và cũng không gây nhiều đau đớn như u nang âm hộ, khối u nang ở âm đạo vẫn có thể khiến nhiều chị em cảm thấy khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt khi quan hệ tình dục. Mụn rộp sinh dục. Mụn rộp sinh dục là loại bệnh gây ra bởi virus HSV lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Bệnh gây nổi cục cứng nhỏ như mụn nước ở vùng kín, xuất hiện vết loét khi cục cứng bị vỡ. Sùi màu gà. Một bệnh lý lây truyền qua đường tình dục khác cũng gây nổi cục cứng ở vùng kín là sùi màu gà. Đây là bệnh truyền nhiễm do virus HPV gây ra. Khi mắc phải, vùng kín của người bệnh thường nổi cục với nhiều kích thước, chúng liên kết lại với nhau nhìn như màu gà. Ung thư âm hộ và âm đạo. Sự phát triển bất thường của các tế bào ở âm hộ và âm đạo có thể là nguyên nhân hình thành những cục cứng đau ở vùng kín. Một số triệu chứng bao gồm đau, ngứa rát ở vùng kín, chảy máu âm đạo bất thường, tiểu buốt. Với các nguyên nhân kể trên, nổi cục cứng đau ở vùng kín là triệu chứng nguy hiểm, cần nhanh chóng đi khám để bác sĩ chẩn đoán chính xác nguyên nhân, từ đó được can thiệp điều trị bằng các biện pháp thích hợp. Nếu không, tình trạng có thể gây ra các vấn đề như ảnh hưởng tới tâm lý, có nguy cơ cao căng thẳng và trầm cảm, ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày, làm giảm ham muốn, giảm khả năng tình dục, lây nhiễm bệnh sang cho bạn tình, tăng nguy cơ viêm nhiễm cho các cơ quan lân cận, gây ảnh hưởng tới chức năng sinh sản, nguy cơ cao hiếm muộn vô sinh, có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Hiện nay, theo khuyến cáo của bác sĩ, không chỉ khi có dấu hiệu bất thường mới cần thăm khám, các chị em nên tạo thói quen đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh lý tiềm ẩn, giúp bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa tối đa các nguy cơ biến chứng. Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế hiện đang triển khai ưu đãi gói khám phụ khoa chỉ với 295.000 đồng. Hãy nhấn vào đường link dưới mô tả của video hoặc để lại bình luận. Bạn sẽ được trực tiếp thăm khám bởi chuyên gia, bác sĩ sản phụ khoa hàng đầu trên 20 năm kinh nghiệm. Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế tự hào là một trong những địa chỉ uy tín khám chữa vùng kín nổi cục cứng đau hiệu quả và an toàn. Hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Phòng khám được thiết kế xây dựng với đầy đủ các phòng chức năng chuyên dụng. Các phòng được lắp đặt hệ thống trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu về y tế. Kỹ thuật thăm khám điều trị hiệu quả cao. Sau khi chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị, hỗ trợ điều trị hiệu quả với phương pháp hiện đại, tân tiến nhất. Đội ngũ y bác sĩ sản phụ sản giỏi chuyên môn, y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tất cả đều có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn trong và ngoài nước, nhân viên y tế, y tá, điều dưỡng viên chuyên nghiệp hỗ trợ người bệnh 24/7. Chi phí khám chữa bệnh hợp lý. Chi phí khám chữa bệnh được niêm yết công khai, minh bạch, phù hợp với mức sống của người dân. Đặc biệt, phòng khám còn có các chương trình khám ưu đãi, giảm chi phí thăm khám điều trị cho người bệnh. Hãy liên hệ tới hotline hoặc nhấp chuột vào đường link dưới mô tả của video để được bác sĩ tư vấn miễn phí sức khỏe phụ khoa hoặc đặt lịch thăm khám với chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn chuyên khoa sức khỏe sinh sản của Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế.